Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng tại thành phố Hưng Yên. Đổi thay ở vùng quê cách mạng phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Nét đẹp văn hóa qua mùa Vu Lan báo hiếu. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. 8 tháng đầu năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hưng Yên tổ chức 24 kỳ họp, thông qua và ban hành 223 nghị quyết, tổ chức gần 50 cuộc giám sát, khảo sát với các cơ quan, đơn vị liên quan, đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất để xem xét các nội dung theo thẩm quyền và thống nhất cho ý kiến giải quyết các tờ trình, nội dung theo thẩm quyền. Việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh giữa các kỳ họp Hội đồng Nhân dân được Thường trực Hội đồng Nhân dân tiến hành họp mở rộng theo quy trình chặt chẽ, đã tổ chức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri trên 70 điểm với hơn 10.000 lượt cử tri của 10 huyện, thị xã, thành phố. Qua các điểm tiếp xúc, cử tri đã ghi nhận trên 400 lượt ý kiến ghi nhận. Các ý kiến của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân tổng hợp đầy đủ để báo cáo Hội đồng Nhân dân và chuyển Ủy ban Nhân dân cung cấp chỉ đạo cơ quan hữu quan giải trình tại kỳ họp. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân được Thường trực Hội đồng Nhân dân hai cấp chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, tiếp tục duy trì chặt chẽ công tác phối hợp, thực hiện nhiệm vụ với các cơ quan, đơn vị liên quan để phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ đã đề ra, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt an sinh xã hội, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp, quyết định cơ chế, chính sách và các vấn đề quan trọng của địa phương, triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, huyện nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu tham luận cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào một số nội dung như quy trình, phương pháp tổ chức thẩm tra, việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác thẩm tra, cung cấp tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Ban Hội đồng Nhân dân để thẩm tra, những bài học kinh nghiệm gì trong công tác chỉ đạo hoạt động thẩm tra của Thường trực Hội đồng Nhân dân và công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân đối với các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Kết luận buổi giao ban, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt kết luận tại hội nghị giao ban lần thứ tư của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện và các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Kể cả tỉnh ủy cũng yêu cầu các đồng chí là chúng ta thực hiện cái này. Đặc biệt là đề nghị các huyện là chúng ta địa bàn nào thì chúng ta phải giám sát cái địa bàn của chúng ta đó. Tỉnh thì giám sát cùng chung là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện, của xã nếu có vướng mắc. Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện cung cấp đánh giá những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án. Tỉnh thì chúng tôi đang cử là các đồng chí thường vụ phụ trách các huyện xuống làm cùng công tác để đôn đốc giải phóng bằng và đánh giá khó khăn. Thế và Hội đồng Nhân dân chúng tôi cũng vừa yêu cầu là ban hành kế hoạch giám sát với các thường trực Hội đồng các huyện trong việc thực hiện cái chủ trương đầu tư và đồng thời là quản lý vốn, giải ngân vốn đầu tư công để chúng ta tìm ra những cái khó khăn, những nút thắt để chúng ta tháo gỡ. Đặc biệt là về vấn đề mặt bằng, rồi là xem là thủ tục và quy trình thực hiện đầu tư công nó vướng cái gì không. Có những vấn đề mà chúng ta thấy rằng là nhà tư vấn đánh giá không hết, dẫn đến trong quá trình tổ chức thực hiện thấy phát sinh rất lớn.
mà có những phát sinh mà không thể tháo gỡ được là chúng ta xác định được nguồn vốn. Có huyện thì chúng ta thấy rằng là cứ dự kiến là gọi là dự kiến trông chờ vào thu được tiền từ sử dụng đất. Thế nhưng đến nay thì do cái tình hình giá cả biến động của thị trường dẫn đến là gì, nhìn thấy rất đẹp nhưng mãi không thu được tiền. Thế dẫn đến là các cái dự án chúng ta là trông chờ vào đó thì chúng ta phải điều chỉnh. Từ nay đến cuối năm là chúng ta phải tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống người lấy tín nhiệm. Vì đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy và tổ chức đảng để vừa là đào tạo, vừa bồi dưỡng, vừa là xếp sắp cán bộ và xử lý cán bộ. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp, chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, thống nhất nội dung, xây dựng chương trình kỳ họp, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp, bảo đảm chất lượng đúng quy định. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát, chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận kiến nghị, đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân cần thống nhất chương trình kỳ họp sớm để phân công nội dung thẩm tra cho các ban. Đó là cơ sở đầu tiên để các ban của Hội đồng Nhân dân chủ động trong triển khai thực hiện quy trình thẩm tra, đảm bảo thời gian để các ban thu thập đầy đủ thông tin, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu cần thiết phục vụ công tác thẩm tra. Phải phối kết hợp. Tại vì là không ai đào tạo giỏi đa năng đa nghề. Thế mà lĩnh vực chúng ta thẩm tra lại rất rộng, đa lĩnh vực. Thế thì những nội dung ấy mà chúng ta không thực hiện tốt cái sự phối kết hợp thì thưa các đồng chí, chúng ta thẩm tra sẽ không có chất lượng. Do vậy là đề nghị các ban là chúng ta phải thực hiện tốt cái phối kết hợp thẩm tra, kể cả nhóm chuyên gia các đồng chí đã nêu. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Đình Dù và tham quan làng nghề đúc đồng Lộng Thượng ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho đảng viên Nguyễn Ngọc Chính, sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Chính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và của Đảng bộ các cấp trong tỉnh. Đồng chí mong muốn đảng viên Nguyễn Ngọc Chính, bằng kinh nghiệm thực tiễn công tác, tâm huyết, trách nhiệm với Đảng trong suốt 75 năm qua, tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, uy tín của mình, đóng góp cho Đảng bộ, chính quyền địa phương, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Quang Trung trao huy hiệu cho 24 đảng viên, trong đó có 3 đồng chí huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng. Đồng chí Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Dương Văn Cống, chi bộ thôn Văn Huệ, Đảng bộ xã Văn Huệ; Lương Văn Bình, chi bộ thôn Trúc Đình, Đảng bộ xã Xuân Trúc; và Bùi Quý Khiêm, chi bộ thôn Đới Khê, Đảng bộ xã Đảng Lễ. Đây đều là đảng viên lão thành, bản thân các đồng chí và gia đình luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, gắn bó đoàn kết với nhân dân, động viên con cháu phát huy truyền thống xây dựng gia đình văn hóa. Đồng chí Tô Thành Quyết ghi nhận công lao và sự phấn đấu liên tục bền bỉ của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương đất nước, và đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Chiều nay, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức phiên họp trực tuyến chuyên đề lần 2 với chủ đề giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số, ngành, lĩnh vực. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế số tăng trưởng nhanh ở khu vực Đông Nam Á. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trên GDP năm 2022 là 14,26%. Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh trên tổng số thuê bao di động là 78%. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có tỷ trọng kinh tế số chiếm 9,29% GDP, đứng thứ 23 cả nước. Tỷ lệ thuê bao điện thoại thông minh đạt 80%,
nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Hưng Yên cũng là một trong 5 địa phương có doanh thu hoạt động viễn thông cao nhất cả nước. Phiên họp đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc mà các bộ, ngành, địa phương gặp phải trong quá trình phát triển kinh tế số, đề ra 9 giải pháp trọng tâm nhằm mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GDP vào năm 2025. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần chủ động tham mưu, cập nhật, bổ sung hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Cần có những việc làm cụ thể để tăng tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh, nâng cao vai trò của nhà mạng trong việc thanh tra, kiểm tra thuê bao di động nhằm ngăn chặn sim rác, quan tâm phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chủ động nắm bắt tình hình và hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex. Dự và tiếp nhận ủng hộ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong đợt này, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Hưng Yên. Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, đồng chí Quách Thị Hương thông tin đến lãnh đạo đại diện Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những nỗ lực và kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo của tỉnh trong thời gian qua và những dự định trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và tiếp nhận số tiền ủng hộ của công ty, đồng chí Quách Thị Hương chúc công ty ngày càng phát triển, cam kết sử dụng số tiền ủng hộ đúng mục đích, hỗ trợ hộ nghèo kịp thời, chính xác và mong công ty có nhiều hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trận đánh Đồn Bần nay thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào diễn ra vào đêm 12 tháng 3 năm 1945 đã được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh giá là trận đánh du kích kiểu mẫu ở đồng bằng Bắc Bộ. Trận đánh đã lan tỏa phong trào cách mạng thành cao trào đấu tranh giành chính quyền ra khắp vùng lân cận với khí thế sôi nổi, mạnh mẽ. Tinh thần cách mạng ấy được cán bộ và nhân dân nơi đây phát huy, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp trong suốt 78 năm qua. Đây là khu đồn bốt của địch trước năm 1945, nằm cách quốc lộ 5 khoảng 50 mét. Với nhiệm vụ án ngữ tuyến đường huyết mạch này, tại đây luôn có khoảng một trung đội lính khố xanh. Theo kế hoạch đã định, đêm ngày 12 tháng 3, lực lượng du kích đóng giả sĩ quan quân đội Nhật tiến vào đồn, hô lớn quan Nhật về tước súng. Sau đó, mở cửa đồn quân ta ồ ạt tiến vào, khiến cho quân địch không kịp trở tay, bỏ chạy tán loạn. Trận đánh kết thúc nhanh chóng mà không có thương vong, quân ta thu được 26 khẩu súng các loại và 6.000 viên đạn. Cụ Đỗ Thị Vân, 101 tuổi ở tổ dân phố Cộng Hòa, là một trong số những người tham gia chuẩn bị lên kế hoạch của trận đánh nhớ lại. Trước khi chúng đánh thì là chúng tôi có liên lạc ở đấy mà, thì là chúng tôi đã vẽ hồ sơ tất cả, chúng nó đóng ở đâu, chúng nó ở lúc nào là chúng tôi viết hết cả vào cái hồ sơ ấy, mà thì là một đội mà thì là cứ thế vào và đánh. Nhân dân là rất phấn khởi là với cái là đã đánh được đổi được quân thù rồi, là không phải gì nô lệ của chúng nó nữa. Thế cho nên là từ chúng tôi hoạt động ấy mà là nói chuyện với dân là dân nghe lắm, cái bảo cái gì là ông là dân người ta chấp hành, người ta ủng hộ ngay. Thế thì là tất cả là các cái tổ chức là tập trung thanh niên, phụ nữ để đi biểu tình, meeting. Làng Bần nay đã trở thành phố Bần, là trung tâm của thị xã sôi động và hiện đại, cũng là một trong những nơi đầu tiên của tỉnh tiếp nhận công nghiệp, đô thị và đầu tư. Từ một địa phương thuần nông, nay người dân đã dành toàn bộ đất canh tác cho phát triển công nghiệp, thương mại. Phát huy truyền thống của quê hương, thì nhân dân phường Bần nhân nói chung luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương. Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển và rất là đẹp, đường phố là phong quang, các độ tuổi là có công ăn việc làm, là có thu nhập cao, nhân dân rất phấn khởi, đời sống vật chất là ngày càng phát triển và đi lên. Từ sau trận đánh, Đồn Bần đã góp phần củng cố phát triển lực lượng vũ trang lan tỏa của khu bãi Sậy và các tỉnh thành khác. Sau đó, liên tiếp các trận đánh du kích đã được các huyện trong vùng tổ chức với phương châm chủ động đánh nhỏ, ăn chắc và đã thu được nhiều thắng lợi, góp phần đưa cách mạng tháng 8 đi đến thắng lợi hoàn toàn. Huyện Khoái Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023
và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, toàn ngành đã xây dựng thêm được 30 phòng học, các phòng chức năng với tổng kinh phí ước khoảng 50 tỷ đồng, tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đạt cao, 100% giáo viên sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin khai thác các tiện ích, ứng dụng mới đáp ứng hiệu quả trong công tác giảng dạy. Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 9 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 51 trên 68 trường, tỷ lệ 75%. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo lộ trình, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân của học sinh đối với cộng đồng, xã hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tích cực đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong năm nay, huyện Tiên Lữ đã đầu tư trên 44 tỷ đồng, xây dựng trên 100 phòng học và phòng chức năng, cũng như công trình phụ trợ vào năm học mới. Có hai xã được đầu tư xây nhiều phòng học mới trong năm học 2023-2024 là Hải Triều và Thủ Sĩ, mỗi xã có 15 phòng. Ngoài ra còn có 3 xã gồm Minh Phượng, Đức Thắng và An Viên, đều được đầu tư xây dựng từ 10 đến 12 phòng học mới ở hai bậc học mầm non và tiểu học. Cùng với đó là những công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, tường rào và cây xanh sân trường. Tổng kinh phí xây dựng trên 100 phòng học và phòng chức năng trong năm học này của huyện Tiên Lữ là trên 44 tỷ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn của huyện. Các công trình được xây dựng và hoàn thành đã nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục, góp phần phục vụ dạy và học được tốt hơn. Bên cạnh đó cũng giúp các trường đảm bảo xây dựng, nâng cấp tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong năm học mới, từ đầu năm đến nay, huyện Kim Động đã đầu tư xây dựng, tu sửa trường lớp học với kinh phí trên 60 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây mới 50 phòng học, cải tạo sửa chữa, 36 phòng học công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, các bồn rửa tay, khu vui chơi ở các cấp, xây mới 14 phòng học trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở với tổng kinh phí gần 64 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 33 trên 44 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 9 trường. Huyện duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt gần 100%. Việc đầu tư cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, xóa bỏ các phòng học xuống cấp sẽ góp phần nâng cao công tác giảng dạy cũng như nâng cao tiêu chí về giáo dục trên địa bàn huyện. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, ngày lễ tượng trưng cho tinh thần báo hiếu, báo ân, nhắc nhở mỗi người con tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, tổ tiên, biết trân trọng những gì mình đang có và làm những việc hiếu nghĩa. Gia đình ông Trần Văn Triệu ở xã Phổ Ổng, huyện Ân Thi luôn được nhiều người dân quý mến bởi lối sống giản dị, hiền hòa cùng truyền thống gia đình nề nếp, nuôi dạy con cháu, biết kính trên nhường dưới, sống thuận hòa. Dù công việc bận rộn nhưng các con của ông bà, từ con trai đến con dâu luôn thu xếp thời gian để quan tâm, chăm sóc ông bà mỗi ngày. Chính bằng tình cảm chân thành ấy đã xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Với bản thân tôi thì lúc nào trong lòng tôi cũng nghĩ đến là yêu thương và hiếu cho mẹ, chứ không phải là chỉ đến những cái mùa Vu Lan như thế này. Chị hiếu thì luôn phải đi đầu. Trong tôi luôn ước mong rằng bố mẹ hai bên gia đình luôn vui vẻ và sống an lạc. Trong những ngày tháng 7 âm lịch, dòng người lại tìm về các khu tâm linh, cầu mong những điều tốt đẹp cho gia đình. Ngày hôm nay, có những người may mắn khi còn cha còn mẹ, được cài trên áo những bông hồng màu đỏ. Cũng có những người không còn niềm hạnh phúc ấy, cài trên áo mình những bông hồng trắng, công cha nghĩa mẹ, bài học làm người được nhắc đến vào mùa Vu Lan báo hiếu. Bố em mất sớm thì mẹ em là người có công dưỡng nuôi em từ nhỏ đến bây giờ thì em rất biết ơn bố mẹ. Đối với em khi em vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em không biết làm gì hơn ngoài việc nghe lời của bố mẹ. Với tôi thì tôi luôn luôn hướng về ông bà cha mẹ và cũng mong muốn rằng ông bà cha mẹ luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an bên con cháu. Đi hết thế gian này, không ai tốt với mình bằng cha và mẹ của mình. Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hành hiếu là hành Phật.
thờ kính cha mẹ đó chính là thờ kính Phật. Đó, trước khi thành thánh thì phải làm người, mà làm người là không làm được cái tròn cái chữ hiếu này đó, thì không thể thành cái gì được hết. Thì hiếu là tức là một cái việc thiện lành tốt nhất. Lễ Vu Lan báo hiếu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, là dịp để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, dịp để mỗi chúng ta nhắc nhở mình: ai còn cha xin đừng làm cha khổ, hãy nhớ câu đạo hiếu làm đầu. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn đôi mắt mẹ nghe không. Để rồi từ đó tự nhủ lòng phải sống sao cho xứng đáng với công ơn dưỡng dục của bậc sinh thành. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.